bới vào, bới sâu vào bên trong như nào. Bây giờ mình tạm thời mình sẽ bắt nó bằng nhau hết, bắt bằng mép chân trước, chân đây ha, mép chân sang đây bằng đây, mình giả định thôi. Mình cần giữ như này hạn đấy. Tất nhiên đây nó đang, cái nền nó đang bị động, mình sẽ để cho nó cố định. Đó. Hãy giữ cái miếng này cố định như thế này. Đây là trong trường hợp giữ ngang, còn đây là trong trường hợp giữ trên mặt bằng. Vậy ha. Hả? Hai phương pháp, hai kiểu giữ.